Hôm nay là chúng tôi hậu trường tập một buổi tập cho bộ phim Mà Lật Mặt 2 của anh Lý Hải. Và đây là các bạn diễn của tôi. Yes. Đen hồ, đen. Yeah. Cảnh này sao? Cảnh này là tôi bị té. Té hết dài rồi. Cái này chiến đấu với chụp cuối rất là đau nhưng cố gắng. Victory! Chưa, chưa.